Bình Phước, Bình Phước. Đổi gió đi cá rừng không có nước mối đi bắt cá ở gặp ông heo đang đi xa tụt nước ngập dữ ạ. Đúng rồi. Mười là tôi con cỡ 10 tháng nay à? Không có. Năm nay giờ đúng không? Đúng, chút xíu khoảng tiền trời là không có tiếng này rồi. Tại vì cả nhà đủ quả chờ đậu rồi. Bết lắm rồi đúng không? Đúng rồi, chứ bết rồi đó. Bết rồi. Đủ mà không than. Tới giờ than gì đừng than, nhưng mà tới giờ đủ về đúng không? Tháng. Tới giờ đủ về, chính xác luôn. Ông của bên này là tủ thiệt. Tại vì mày không biết ba thằng khách mà dẫn thêm 4 năm thằng khứa đi theo nữa. Mày hỏi nó đầy cái bàn mà nó bây giờ nó kêu về đây. Tự má cái giọng chén không à. Bởi vì không có được. Cái này biết chỉnh cũ gì vậy là không có được. Không thể tối cũng lần trần giờ đủ mẹ giờ điện thoại gái mẹ. Tối mặt tối này.